Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Hello mọi người nhớ, thì không biết là mọi người có nhớ cái clip mà ông Hải ông mặc đồ ông giá Noel xong là ông ý đi tán gái không ạ? Thì vừa mới vài hôm trước thôi, ông Hải đã quỳ xuống xin lỗi Trang và hứa không đi tán gái nữa. Thế mà hôm ý ông vẫn đi tán gái thì mình sẽ mép Trang nhá. Đã thế còn cái kiểu dâm dê chứ, còn thơm tay gái để cho gái thơm nữa, thì mình sẽ ra mép Trang để cho Trang xử lý đẹp ông Hải luôn nhá. Mọi người cùng đi theo mình nhá. Đóng cho mọi người tiếng tội phô của tôi gì cơ. Không có đi lại khi thơm gái anh không thơm đâu. Mấy cậu thế
cái kiểu nó là hám trai, nó thấy anh như kiểu ông già, ông già nghe là trai thì nó không phải hám, nên cái kiểu thế ông già, nó thực ra lúc đấy nó chưa biết anh có vợ, khi mà nó tưởng anh chưa có người yêu thì nó thơm má cái, thì anh cũng thật sự là anh cũng ngại lắm đấy, nhưng mà nó cứ thơm, anh biết sao mà được. Nhưng mà anh sướng, anh sướng. Thôi rồi. Cháu bỏ quá. Cháu bỏ quá. Ui, anh hứa, người ta phải hứa rồi à? Hứa lại còn hứa. Thì bây giờ chụp nói. Đàn ông như thế không được nhá. Vợ con ở nhà rồi, vẫn đi hành phố. Em hiền với anh là mỗi hợp. Gái gì mà gái, đến nào mà gái lúc nào cũng chửi. Bây giờ tỏ em không quay clip thì làm sao mà có clip mà người ta trả tiền YouTube, làm sao mà có tiền mua cho mày cái này. Anh để gái thơm như thế là không được. Đúng, hợp lý. Đi bạn gái hả? Nhưng mà anh hứa vợ nào không được ôm, không được thơm, còn làm thì làm. Thì bây giờ vợ chúng nó nhìn con đấy nó ngon thì còn thơm gái về vợ có sao đâu mà vợ được. Thì anh hứa là nhưng mà bây giờ nó thơm chồng thì sao biết được chúng không có đâu. Thôi. Bẩn tôi trận. Thôi, bây giờ anh hứa. Giơ hai chân lên. Gì? Giơ hai chân lên. Hai chân làm gì? Giơ hai chân lên. Thế sao vậy? Vợ buồn cười nhỉ? Thế để chồng vào chồng chơi với dâu. Chồng ơi con. Giơ hai chân lên. Làm gì? Giơ lên. Cho chừa cái tổng cái gái. Giơ lên. Chừa nhá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mẹ hai hòm rồi. Nói dưới vợ sao? Bằng tự nói được. Không ai là người thích cái điều đấy cả nhá. Phụ nữ không phải phụ nữ. Này, vợ bảo nói chuyện vợ này. Hứa cái gì? Sao không đi thơm gái không? Thế bảo hứa mà, điều ấy. Hứa cái gì khoanh tay bảo. Hứa, được chưa? Hứa gì? Bắt quỳ xuống hứa. Đúng, đúng. Hứa cái gì? Nhưng mà bây giờ chồng hứa nhá. Chồng hứa với một điều kiện. Hứa cái gì? Một tuần chỉ trả bài một lần thôi. Chứ đây là đêm nào vợ cũng bắt chồng rút một tháng ấy. Bắt đêm nào cũng đều ăn chứ nổi. Một tuần chỉ trả bài một lần thôi. Còn bây giờ chồng đi ra quay clip thì nhìn chồng đẹp trai mà lên nó thích là điều bình thường rồi. Bây giờ nó thơm gái thì chồng cũng quay clip thì bây giờ nói vợ nhá. Chồng bảo chồng có vợ con thì làm sao mà chúng nó chịu. Đấy bây giờ anh hứa rồi, anh hứa vợ. Sao? Bản lĩnh thì có nhưng mà đối anh là không chịu được. Anh có biết tán gái, anh quay thì anh không có thơm ôm với con đấy nữa, được chưa? Nếu mà ôm thì đi luôn, đi theo với con đấy luôn. Chắc không? Thì nếu mà ôm hôn thì đi theo với con đấy luôn, bỏ vợ luôn. Nhớ nhá, bà cho mặc quần đách ra ngoài đường nhá. Đấy có chị chứng kiến đây rồi. Điên rồi, có chị là người chứng kiến. Em của mẹ chồng. Thôi anh hứa chưa? Hứa vậy, nằm một ngày để nó đi con khác trả bài nó. Ngày nào bắt chồng làm hai ba cái gì thôi. Thì bắt đầu người ta nằm không chịu, bắt đầu ngồi với cả mặt người ta nữa. Đừng nói gì. Tháng thì khắm thối, món tôm hai ngày không tắm. Hả? Thôi, lại nhá, đi vào chơi với dâu đây. Như mọi người đã biết là xem clip của tôi thì thường con máy già của tôi thường nói là Hải 30 giây hoặc Hải 1 phút đúng không? Bây giờ xin lỗi đi, bây giờ thành Hải 1 tiếng rồi mọi người ạ. Ý vì sao không?
Sau thời gian bị chê thì tôi có dùng vừa có các combo sản phẩm giúp kéo dài thời gian đấy, và đợi một xíu tôi sẽ bật mí cho một người. Đấy. Đêm qua tôi đã sử dụng thử một cái sản phẩm test nhanh, đó là sản phẩm dạng bằng khăn. Đấy, này, có lại thì nó nói như thế này, và tôi đã lột ra một cái rồi nhá. Đấy, kiểu như này. Và cái này thì sản phẩm này thì mọi người đang thắc mắc là ở đâu, có nguồn gốc hay không, thì đây là một tập đoàn công ty nổi tiếng với Thổ Nhĩ Kỳ, và khi về Việt Nam thì đã được cấp phép giấy sử dụng và được Bộ Y tế cấp quyền bán hàng tại Việt Nam này, có giấy tờ pháp lý để mọi người xem trên đời đàng hoàng. Và rất là nhiều người, hơn một năm nay Hải làm clip tán gái thì rất là nhiều anh em đấy, rồi nhiều anh chị hỏi là em có những cái thuốc hỗ trợ sinh lý không, hay là có những cái sản phẩm hỗ trợ giúp kéo dài thời gian không, thì Hải cũng đang rất là thắc mắc và băn khoăn không biết nên tìm sản phẩm nào để bán. Tại vì là bây giờ trên thị trường thì rất là nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi. Mình sợ mình bán được hàng kém chất lượng cái của mình có phải dính phốt, hay mình có phải mình mất cả sự nghiệp đúng không? Cho nên là sau một thời gian tìm hiểu và sử dụng thì Hải đã tìm được cái combo sản phẩm này dành cho cả nam và nữ. Và đặc biệt cái sản phẩm này là không uống, chỉ dùng ngoài da nhé. Có 3 dạng, dạng gel, dạng kem và dạng dùng bằng khăn lau. Đấy, thì giống như cái dạng khăn lau này này. Đây, thì mọi người, các quý ông, quý bà hay là các anh em chỉ cần cầm này, đút vào đi xa. Đấy, cho nhỏ con bóp. Trước khi quan hệ thì mọi người chỉ cần là lấy tháo cái khăn này. Đây, tháo thử cho mọi người nhá. Đây. Đấy, đây là 100% từ tinh chất từ thiên nhiên. Đây có ghi này, tương thích với bao cao su, không gây dị ứng và dễ làm sạch. Đấy. Mọi người chỉ cần đấy, nó nhìn giống như một khăn ướt luôn, không hay hại hay vết luôn. Và mọi người chỉ cần là lau cậu bé của mình đấy. Lau khoảng tầm 1 đến 2 phút. Đấy, lau đều. Đó, hoặc là quấn vào luôn 1-2 phút. Xong mọi người rửa sạch lên bằng nước nhá. Đợi 10 phút sau mọi người thử vào trận đi, sẽ có hiệu quả liền. Không được 3-40 phút cắt đầu Hải luôn. Đấy, cho nên bây giờ đố một con máy già dám gọi tôi là Hải 30 giây nữa. Đấy, đây là Hải có rất là nhiều bộ combo. Đấy, ví dụ đây là một bộ combo dành cho nữ. Đây, công dụng sử dụng đây thì giúp là gel giúp tăng khoái cảm và tăng lượng nước và xe khít đấy, giúp chị em đạt khoái cảm nhất định rất là cao. Đây là những cái dạng test thử, và khi mà khách hàng nào mua hay bạn bè nào mua ấy, cả nhà nào mua hàng ấy, thì Hải sẽ gửi kèm những sản phẩm test thử này. Mọi người test luôn đi, test hiệu quả không hiệu quả quay lại Hải lấy tiền, hiệu quả nhận hàng không hiệu quả bỏ hàng cũng được không sao. Đấy, bộ combo đây, đẹp trai giàu có mà yếu sinh lý thì vứt. Cho nên là muốn lấy lại mà lấy đàn ông và muốn hâm nóng tình cảm, kể cả những anh lớn tuổi 30, 50, 40 tuổi, 60 tuổi cũng có thể dùng sản phẩm và không yên tâm được, không lo bị kích ứng, và được có giấy an toàn và được cấp phép sử dụng tại Việt Nam nhé. Mọi người lưu ý nhé, có giấy chứng nhận. Và đây mọi người xem này, có những cái lớp kem, lớp tem này, tem, 3 lớp tem chống hàng giả luôn. Và như sản phẩm này mọi người, cho mọi người nhìn thấy nhé. Đây, có một cái lớp nơi cào, đấy mọi người cào ra, mọi người check vào trên cái hệ thống web và fanpage. Và ai có nhu cầu mua hàng thì inbox trực tiếp Zalo cho mình nhé.